Rồi chào anh em nha, lên máy món tiếp là đây anh em ơi. Để cái nào dứt cái đó nha, Zalo trước nha anh em, chỗ này nha. Bán mấy món rồi, mấy cái có bán rồi. Giờ còn mấy cái này nha, 1,5 triệu này. Con này là cái gọi là cái lạc cái gì rồi anh em, EW. Con này để mình coi sao cho anh em cổ hình, con này chắc 32 cần rồi anh em ơi. Con này 1,5 triệu nha, hay là chơi thì mình cũng có thể test cho được luôn. Rồi được, chú ý nói con này nè, bơ kiến này anh em ơi. Con này phải hơn 3 triệu mới bán được nha. Nói chung anh em nào muốn dứt thì phải hơn 3 triệu nha. Còn cái đuôi ở sau thì bao nhiêu mình nhắm nhắm này mình chơi thôi nha. Rồi ok, con này sơ tê 9 nha anh em, Bioner sơ tê 9 này. Được chưa, sơ tê 9 nha. Cái thùng đàn ở dưới đây 1,5 triệu luôn nè. Con này là 5 triệu nhưng mà anh em nào nhà ấy chơi mình test cho. Test hết luôn nha, cái nào test được hết. Con này có thể fit xuống chút xíu nha. Rồi đó, con này nói chung là tầm 5 triệu á. Nhưng mà tình hình thì mình có thể test cho anh em, biết không tình hình sao thì mình tính lại tiếp. Zalo số này nha anh em. Rồi con này nữa này. Con này bây giờ bữa 20 đấy, bây giờ 19 triệu anh em chơi được không? Con này là AKX650 đơn nha. Con này là hàng bãi luôn, thu phát tốt 2 chiều. Con này cũng có 2 chiều luôn nha anh em. Quên nè, con này có auto revert này. Cần một con ban 10 nhưng mà giá nói chung cũng bình thường như ban 7 là lấy con này chơi nghĩ được anh em. Mấy con này nó chắc nó trâu lắm anh em. Coi con chuyện này, motor nó này như cái cam mà nha, ba cái luôn này. Này trâu bò mà. Rồi thêm mấy món nữa đây này. Woodin loa. Con này là 4,5 đồng. Chưa có thời gian test luôn nha. Con này là nó là một cái loa nha anh em. Cái loa trong là có hai cái loa. Con này nó xài bóng đèn. Con này nó coi được cỡ nhiều. Con này nó giống như cái amply có công suất luôn nha anh em. Nó giống như cái amply đàn á mà xài bóng đèn thôi. Con này để coi con nó hàng Mỹ gì nha. 2 triệu đi anh em ơi. Ok chưa? Đây, hai vô Bioner này SA7600. Nhiều đây. 3 triệu. Ok cho xin lỗi anh em. Con này cũng là Bioner luôn, hai vô mà anh làm sao lo rồi. Còn con này Sansui SB2000. Con này 7,5 đồng. Còn ở dưới đây có một con Bioner nhưng mà nó bị mất cái dép rồi nha. CSA700, con này 12 triệu. Con này nho nho của Đức luôn nha, Đức xịn luôn này. Đó, ké luôn, con này 1,5 triệu này. Có cái đây mà chưa kiếm ra, mới kiếm được có một cái này. Con này Woodin Box 306A. Sẵn mình ké luôn chút nha nè. Anh em nào thích thì mình chơi, con này nó mấy con này nghe cũng ổn nha. Đó, anh em thấy không? Cái mic nó còn bự lắm đó nha, cái chép nó này. Đó, chưa test chưa gì hết luôn nha, chứ mà chắc cũng khó chết á. Rồi anh em là chơi Zalo số này nha, đá qua âm ly. Con này là bút nha, con này 4 sò xét này. Telefuken, mình quay mấy con cơ bản xíu. Con này Telefuken 2 triệu. Con này của hãng Beo Master, hãng Beo anh em, của Đan Mạch. Con này chạy sò than nha, con này thì cũng có 2 triệu anh em ơi. Đó, ok chưa? Đây có tủ đài đèn này. Đó, con dạo dạo coi thấy anh em có chơi gì chơi. Con này có cái mâm than này. Mấy con này là mão là cỡ khoảng 3 triệu nha. Anh em nào test thì thêm 500 ngàn nữa nha. 300 cũng được. Ống đèn của Đức luôn nha. Con này Woodin này, 2033. Con này mâm than Citadel nha. Nè, có đó cái đầu đét, đầu câm của Woodin này. Con này 2 triệu nha. Ok chưa? Nó sản xuất tại Đức luôn anh em. Rồi, đĩa CD. Ở đây mình có một cái lo này đấy nè, quên. Ở đây đủ kẹp nha. Kẹp lo này là hơn 12 triệu một chút xíu. Còn cái chân nha, mà nó gãy mình bỏ ra bên ngoài rồi. Đây là cái sub bát 25 rồi. Hơn 20. ADS của Mỹ nha. Model là 1,500. BB 1,500. Con này cũng hơn 5 triệu một chút xíu luôn. Rồi, xong. Đó, quay ké mấy món thôi nha anh em.
chủ yếu là nói mấy món này nè, món mà thái cũng được được thì chơi luôn 800 ngày luôn. Rồi cảm ơn mọi người nha, ai chơi thì Zalo số này giùm nha anh em.